Chào mọi người, rất là vui vì được gặp lại quý vị. Hôm nay thì mình sẽ đi tham quan một căn biệt thự khá là đẹp. Thì với những cái dự án về nhà phố và biệt thự hiện tại thì đa số thì đều sẽ là xây nhà thô hết và giao cho khách hàng tự thiết kế. Và với Ngọc á, thì đó cũng là một lợi thế cho khách hàng, đó là khách hàng có thể thỏa sức sáng tạo cũng như là bài trí không gian riêng cho bản thân mình. Thì cái căn nhà này lúc đầu nó cũng chỉ là một căn nhà thô rất là bình thường thôi. Nhưng mà chủ nhà đã sáng tạo và thiết kế khá là đẹp thì Ngọc có thể thấy là cái thiết kế này vừa ý Ngọc quá, cho nên là quý vị có thể tham khảo thêm khi mà mình muốn thiết kế một căn biệt thự, có thể tham khảo các cách thiết kế ở đây. Đây thì Ngọc không có nói nhiều nha, ở tầng trệt thì đa số thì sẽ theo một cái barem, đó là phòng khách, một cái phòng ăn, phòng bếp, một phòng ngủ nhỏ và đi ra sẽ là sân sau. Mà quan trọng đó là cách thiết kế của ngôi nhà thì nó sẽ tạo nên được cái vẻ đẹp hay không đẹp của ngôi nhà đó. Đây là phần sân sau nha quý vị, có rất là nhiều cây. Thực ra cũng không nhiều lắm đâu, nếu mà Ngọc thì Ngọc sẽ trồng thêm một cái giàn hoa hồng hay là rất là nhiều cây ở đây nữa, trồng thêm rau. Hầu như 9 trên 10 những cái căn biệt thự mà Ngọc đi thì nó đều có một cái barem sắp xếp là đều giống nhau, chỉ có khác về nội thất của mỗi căn nhà sẽ khác nhau thôi. Chứ còn chỗ nào thì cũng bố trí là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, về phòng ngủ, toilet, có từng đó phòng thôi. Cho nên không có thế nào mà tránh được. Ở những cái lầu trên thì người ta sẽ thường sắp xếp đó là phòng ngủ, phòng thờ hoặc là phòng sinh hoạt chung. Nhưng mà đa số sẽ là phòng ngủ là nhiều. Wow, rất là thoáng luôn nha quý vị. Ở tầng 1 thì sẽ là có hai phòng ngủ, ở lầu 2 thì sẽ là có hai phòng ngủ và một phòng sinh hoạt chung. Và cái phần cầu thang hay là lan can hay là những cái phần tường này đều hoàn toàn là do khách tự thiết kế. Và chủ nhà ở đây á, thì Ngọc thấy họ rất là thích ba màu, màu trắng hay màu kem và màu nâu. Nãy giờ đi từ trên xuống dưới là thấy ba màu đó thôi, ba màu chủ đạo. Và khi quý vị thiết kế thì cũng nên chọn cho mình ba màu chủ đạo thôi nha. Đừng quá nhiều màu sắc thì nó sẽ làm loãng và cái căn phòng hay là ngôi nhà của mình trông rất là rối mắt. Giờ mình lên lầu trên ha. Thì cái căn biệt thự này nè, nó chỉ là có một lầu, một ấp một trệt và hai tầng lầu thôi, cho nên là không có sân thượng nha quý vị. Không có sân thượng. Tất cả những cái gì mà quý vị có thể có một cái không gian giống như trồng cây, trồng rau hay này nọ thì sẽ là nằm ở cái phần sân sau, cái phần giếng trời mà khi nãy mình mới đi tham quan á. Phần sinh hoạt rất là đẹp, được lót nền gỗ này, mình rất là thích nền gỗ. Nhìn tươi mát vô cùng luôn. Và đây là phần cho hai đứa nhỏ. Thì Ngọc không có thích màu trắng lắm, nhưng mà nếu mà Ngọc làm thì nó sẽ thêm màu hồng, tại con nít mà dù sao màu hồng cũng vẫn đẹp mà, phải không? Đây là khách rất là thích màu trắng tinh tươm, màu trắng rất là thanh lịch. Và mình tôn trọng cái sự lựa chọn đó của chủ nhà nha. Và nếu như quý vị thích sơn màu khác thì hãy tự chọn cho mình một cái màu sắc yêu thích để mình sơn phủ cho toàn bộ ngôi nhà. Giờ mình qua phòng tiếp theo ha. Nếu như mà quý vị thích
một cái khu biệt thự có sân thượng á, thì hãy tìm hiểu thử về Trần Anh Riverside ở trung tâm Bến Lức Long An. Đó là một khu biệt thự nằm ngay ven sông Vàm Cỏ, rất là đẹp. Quý vị có thể để ý ha, rất là đẹp. Và nếu như quý vị có quan tâm về Trần Anh Riverside thì cứ liên hệ với Miss Ngọc Lên 0908 411 055 thì Ngọc sẽ sẵn sàng giải đáp cũng như là tư vấn tận tình nhất cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm.